Chào mừng quý khán giả đã đến kênh Showbiz Việt. Kính chúc quý khán giả có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời bên chúng tôi. Và đừng quên đăng ký bên dưới cũng như bấm vào chuông thông báo để nhận được những video clip mới nhất trong ngày. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Ngọc Diễm đã thể hiện sự sắc sảo cùng kiến thức kinh doanh của mình khi làm giám khảo trong tập 5 Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Cô nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng vì những nhận xét sắc sảo nhưng thấu tình đạt lý của mình. Là một trong những người đẹp chọn con đường kinh doanh sau khi giành vương miện Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2008, cùng những kinh nghiệm thực tế trong hơn 10 năm gắn bó với các hoạt động xã hội, Ngọc Diễm đã được ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 mời vào vị trí giám khảo khách mời cho tập 5 với thử thách Tôi vì cộng đồng với chủ đề bổ mạn for bổ mạn phụ nữ vì phụ nữ cùng với Hờ Hờ Hưng Giang, bà Tuyết Nga đại diện Nam Á Băng và host chương trình Á hậu Hoàng Thủy. Ngọc Diễm chia sẻ, cô đánh giá cao việc ban tổ chức đưa ra thử thách này, đòi hỏi các thí sinh phải thể hiện nhiều hơn không chỉ vẻ đẹp và các kỹ năng thường thấy ở các cuộc thi nhan sắc, mà còn ở sự tâm huyết đem đến giá trị cho cộng đồng, tư duy, sự phân tích và ra quyết định. Những điều đó thể hiện trí tuệ của một cô gái thời hiện đại và làm cho các cô gái hờ 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 vờ vờ nở khác biệt hơn những cuộc thi khác. Trên ghế nóng, Ngọc Diễm đã thể hiện sự sắc sảo cùng kiến thức kinh doanh của mình, đóng góp cho thí sinh nhiều lỗ hổng khi lên kế hoạch dự án. Nhiều lúc, cô bất đồng ý kiến với Hoa hậu Hương Giang khi cùng nhìn nhận một vấn đề. Sau khi tập thử thách được phát, trên fanpage Miss Universe Việt Nam và trên nhiều diễn đàn về nhan sắc, cô nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng vì những nhận xét sắc sảo nhưng thấu tình đạt lý của mình. Thành danh từ cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2008 nhưng Ngọc Diễm có duyên với cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam khi đã từng được đề cử là đại diện Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2009, MC đêm chung kết HHHVVN2 mùa 2015-2017, cùng các hoạt động thiện nguyện khác. Năm nay, cô xác nhận sẽ không tham gia với vai trò MC chung kết nữa. Sau 2 năm, cô hy vọng ban tổ chức sẽ lựa chọn gương mặt mới dẫn dắt để tạo ra sự đa dạng, khác lạ và màu sắc mới cho cuộc thi. Cô luôn sẵn sàng đồng hành cùng cuộc thi ở những vai trò khác nhau, với mong muốn truyền cảm hứng cho thí sinh về giá trị của chiếc vương miện hoa hậu. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị hãy kích vào đăng ký kênh ở phía dưới để cập nhật những video mới nhất trong ngày quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.